Ngày 8 tháng 5, đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy kỳ họp tháng 5, cho ý kiến vào phương án sửa chữa, cải tạo trung tâm hội nghị huyện và một số nội dung quan trọng khác. Trung tâm hội nghị huyện được đầu tư xây dựng năm 2012. Qua thời gian đưa vào sử dụng, đã sửa chữa 2 lần. Tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng, xuống cấp. Kiến trúc và khuôn viên trung tâm hội nghị có nhiều bất cập. Để khai thác tối đa công năng sử dụng phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ về kiến trúc, cần phải sửa chữa, cải tạo lại kiến trúc, bố trí lại một số hạng mục trong khuôn viên cho phù hợp. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đề nghị việc sửa chữa, cải tạo trung tâm hội nghị huyện phải đảm bảo không gian kiến trúc, cảnh quan, khuôn viên cây xanh, công năng sử dụng hợp lý, thực hiện đúng các giải pháp kỹ thuật bảo vệ công trình, quan tâm hệ thống thoát nước mưa. Công trình phải đảm bảo được tiêu chí huyện nông thôn mới, thi công xây dựng phải đảm bảo tiến độ.